Triều Tiên, một quốc gia nhỏ bé, bí ẩn và khép kín với thế giới. Nhưng đây là một trong số ít đất nước có sở hữu một thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất, đó chính là hạt nhân. Với chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-un, đó là việc sống còn để bảo vệ đất nước. Nhưng đối với Mỹ, Hàn Quốc cùng với đồng minh, đó lại là vấn đề nhức nhối cần phải được loại bỏ. Washington trong nửa thế kỷ qua đã có rất nhiều nỗ lực để phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Đã có nhiều tín hiệu lạc quan khi cựu Tổng thống Donald Trump, cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có những tiếp xúc thân thiện với ông Kim. Thế nhưng trong vài năm qua, căng thẳng trở lại khu vực này đe dọa một cuộc chiến hạt nhân tiềm tàng sắp tới. Cụ thể mới đây nhất, chính phủ Triều Tiên đã thông báo thử nghiệm thành công công nghệ tên lửa mang nhiều đầu đạn, đánh giá đây là bước tiến to lớn trong nỗ lực phát triển vũ khí. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 27 tháng 6 đưa tin rằng cuộc thử nghiệm sử dụng tầng đầy thứ nhất của tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn tầm trung với tầm bắn 170-200 km, phương tiện phù hợp để đảm bảo an toàn tối đa và đo lường đặc tính bay của từng đầu đạn. Theo KCNA, các đầu đạn trong tên lửa đã đánh trúng 3 mục tiêu riêng biệt và hiệu quả của đầu đạn mồi nhử cũng như radar phòng không xác thực. Cuộc thử nghiệm này xác nhận năng lực của công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa dạng mục tiêu độc lập MIRV cho phép một tên lửa mang theo nhiều đầu đạn. Đây là một phần trong hoạt động bình thường của chính quyền và các viện khoa học quốc phòng nhằm nhanh chóng phát triển kỹ thuật vũ khí. KCNA cho biết, cuộc thử nghiệm có ý nghĩa rất lớn trong củng cố lực lượng tên lửa Triều Tiên và phát triển công nghệ liên quan. Thông tin được công bố một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên thử tên lửa siêu vượt âm. Vụ phóng diễn ra từ khu vực Bình Nhưỡng, nhưng tên lửa dường như đã phát nổ sau khi bay khoảng 250 km. Hàn Quốc và Nhật Bản thông báo phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía đông nước này. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 26 tháng 6 cho biết, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên dường như bắt nguồn từ khu vực xung quanh Bình Nhưỡng. Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng nói rằng, Triều Tiên đã phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo ra Đông Hải, hay còn được gọi là biển Nhật Bản, khu vực nằm ở phía đông bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa đã bay tới độ cao 100 km và bay xa 200 km trước khi rơi khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên nói rằng đây có lẽ là một cuộc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm thất bại. Vụ phóng tên lửa gần nhất Triều Tiên thực hiện là vào ngày 30 tháng 5. Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên triều gia tăng khi Triều Tiên liên tục gửi bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc, giải thích rằng hành động này nhằm trả đũa việc nhà hoạt động của Hàn Quốc thả bóng bay chứa truyền đơn chỉ trích lãnh đạo Kim Jong-un qua biên giới. Căng thẳng Hàn Triều sẽ gia tăng trước loạt động thái đáp trả lẫn nhau xoay quanh bóng bay mang rác, loa tuyên truyền, giới chuyên gia cảnh báo. Biên giới Hàn Quốc Triều Tiên trong 4 năm qua tương đối bình yên, khi thỏa thuận quân sự liên triều được ký kết vào năm 2018 được hai bên tôn trọng. Hai nước thống nhất rút hết vũ khí, không trang bị súng cho binh sĩ triển khai ở khu vực an ninh chung, đình chỉ mọi hoạt động quân sự tại vùng đệm dọc biên giới. Nhưng tình hình bắt đầu phức tạp khi Triều Tiên đêm 28 tháng 5 thả hàng trăm quả bóng bay mang theo rác, tàn thuốc lá, pin cũ, vải vụn, thậm chí là chất thải vào lãnh thổ Hàn Quốc. Gió cuốn những quả bóng bay này khắp Hàn Quốc khiến rác rưởi rơi xuống nhiều địa phương, trong đó có cả vùng phía nam cách Seoul hơn 218 km. Hôm sau, Bình Nhưỡng tuyên bố đây là động thái đáp trả việc các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay sang Triều Tiên, mang truyền đơn chống lại lãnh đạo Kim Jong-un. Từ đó đến nay, Triều Tiên đã thả khoảng 5.000 quả bóng bay, mang 22,5 tấn rác qua biên giới. Trong thời gian này, các nhà hoạt động Hàn Quốc, phần lớn là những người Triều Tiên đào tẩu cũng thả hàng chục quả bóng bay, mang 200.000 truyền đơn, 5.000 USB chứa nhạc K-pop, cùng hàng nghìn tờ 1 USD qua biên giới. Seoul phản ứng bằng cách đình chỉ hoạt động thỏa thuận quân sự liên triều. Tại khu vực biên giới, quân đội Hàn Quốc khôi phục các hoạt động quân sự và lắp đặt lại các dàn loa phóng thanh công suất lớn để phát thông điệp tuyên truyền qua biên giới. Lính Hàn Quốc ngày 9 tháng 6 bắt đầu lắp đặt loa công suất lớn xếp trên các giá cố định cao 6m, rộng 3m tại 24 vị trí ở phía nam hàng rào thép gai ở biên giới khu vi quân sự DMZ. Quân đội Hàn Quốc cũng triển khai xe tải gắn 16 loa cỡ lớn như một trạm tuyên truyền di động. Chiến thuật phát loa ở biên giới được hai nước thực hiện từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vào năm 2016 từng gọi các chương trình phát thanh qua loa công suất lớn là hình thức tâm lý chiến hiệu quả nhất. Dàn loa của Hàn Quốc trước đây thường phát các đoạn băng ghi âm sẵn,
bắt đầu bằng câu: "Chúng tôi muốn đưa sự thật tới đồng bào ở miền Bắc", đồng thời chỉ trích khả năng lãnh đạo của người lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đoạn băng còn ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế nhanh chóng và hệ thống dân chủ ở Hàn Quốc, đồng thời vẽ ra một bức tranh màu hồng về cuộc sống của tầng lớp trung lưu tại đây. Hàn Quốc và Triều Tiên tháo dỡ các dàn loa tuyên truyền và chấm dứt hoạt động giải truyền đơn năm 2018 sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí ngừng hoàn toàn hành động thù địch. Hàn Quốc tái khởi động loạt tuyên truyền từ chiều ngày 9 tháng 6, truyền đi chương trình phát thanh với 4 chủ đề chính: tính ưu việt của nền dân chủ, lịch sử thành công của kinh tế Hàn Quốc, thực trạng xã hội Triều Tiên, tính đúng đắn trong thống nhất hai miền, kèm theo đó là tin tức thế giới, bình luận chính trị, dự báo thời tiết xen lẫn các bản hit K-pop. Khi hoạt động ở công suất tối đa, dàn loa này có thể phát âm thanh truyền đi hơn 20 km vào lãnh thổ Triều Tiên, đủ xa để binh lính, dân thường nghe thấy. Các biện pháp của Seoul có thể khiến Bình Nhưỡng khó chịu, song sẽ mang đến một thông điệp về ánh sáng và hy vọng cho quân đội, nhân dân Triều Tiên. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9 tháng 6 thông báo về việc nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền. Triều Tiên đã phản ứng giận dữ với động thái này, cũng như việc các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay chứa truyền đơn qua biên giới. Kim Yo-yong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 10 tháng 6 tuyên bố: "Nếu Hàn Quốc vừa tiến hành hoạt động giải truyền đơn, vừa phát loa với thông điệp khiêu khích qua biên giới, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với biện pháp đáp trả mới của Triều Tiên." Bình Nhưỡng từng đe dọa pháo kích vào các trạm loa tuyên truyền nếu Seoul từ chối tắt đài. Tháng 8 năm 2015, Triều Tiên phản ứng với các chương trình phát thanh của Hàn Quốc bằng loạt đạn pháo về phía Nam. Đảng Dân Chủ DPK đối lập ở Hàn Quốc cũng chỉ trích việc nối lại chương trình phát loa tuyên truyền, cho rằng đây là hành động không khôn ngoan, có nguy cơ khiến căng thẳng leo thang thành chiến tranh khu vực. Hàn Quốc cuối năm 2020 thông qua luật cấm hành vi thả bóng bay mang truyền đơn sang Triều Tiên, nhưng luật này sau đó bị Tòa án Hiến pháp bác bỏ vì hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận của người dân. Theo DPK, các nhà hoạt động đang lợi dụng quyền tự do ngôn luận để gây nguy hiểm cho người dân Hàn Quốc. Năm 2014, quân đội hai miền đấu súng máy qua biên giới sau khi binh sĩ Triều Tiên tìm cách bắn hạ những quả bóng bay mang truyền đơn từ phía Hàn Quốc. Năm 2020, Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc chung Kaesong, từng đóng vai trò như đại sứ quán hai nước, trong động thái phản đối hoạt động giải truyền đơn của các nhà hoạt động Hàn Quốc. Triều Tiên thử tên lửa mang nhiều đầu đạn trong lúc thủy quân lục chiến Hàn Quốc diễn tập bắn đạn thật trên đảo Tiền Tiêu ở phía tây bán đảo. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên trong khu vực sau khi hai bên đình chỉ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự. Mỹ và Hàn Quốc ngày 26 tháng 6 tổ chức diễn tập không quân chung với khoảng 30 máy bay tham gia, trong đó có tiêm kích tàng hình F-22. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng hai chiến hạm hộ tống đã đến Busan ngày 22 tháng 6, dự kiến tham gia cuộc diễn tập ba bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vào cuối tháng này. Chuẩn đô đốc Mỹ Christopher Alexander khẳng định cuộc tập trận hướng đến củng cố năng lực chiến thuật, khả năng phản ứng trước mọi tình huống khẩn cấp trong khu vực và cải thiện khả năng hiệp đồng tác chiến giữa Mỹ và đồng minh. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Nga và Triều Tiên ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có điều khoản phòng thủ chung trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chuẩn đô đốc Christopher Alexander khẳng định tập trận chung Mỹ-Nhật-Hàn là hoạt động diễn tập thông thường, không nhắm đến rủi ro an ninh khi Nga và Triều Tiên phát triển quan hệ. Ba nước đã bố trí tập trận từ cuộc họp ba bên tại Singapore bên lề hội nghị an ninh đối ngoại Shangri-La vào đầu tháng 6. Trước đó, chuyến thăm của ông Putin đến với ông Kim Jong-un đã tạo ra hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện với điều khoản về phòng thủ chung. Trong cuộc họp báo sau đó, ông Putin thông báo hiệp ước có điều khoản về hai nước hỗ trợ lẫn nhau nếu xảy ra hành vi gây hấn chống lại một bên ký thỏa thuận. Ông khẳng định thỏa thuận mang tính chất phòng thủ và hòa bình, nhưng cho hay Nga không loại trừ hợp tác kỹ thuật quân sự với Triều Tiên liên quan đến hiệp ước đã ký. Tổng thống Putin cảm ơn sự ủng hộ kiên định trước sau như một của Triều Tiên, khẳng định hai quốc gia sẽ không dung thứ cho hành động tống tiền của phương Tây. Ông gọi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhắm vào Triều Tiên là biện pháp hạn chế vô tận của Mỹ và đồng minh nên cần được xem xét lại. Ông Putin trân trọng sự ủng hộ của Bình Nhưỡng đối với chính sách của Moscow về Ukraine và hy vọng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo với ông Kim ở Moscow. Triều Tiên không chỉ củng cố sức mạnh hạt nhân mà còn có thể tranh thủ sự hỗ trợ của Nga để tăng thêm phần nguy hiểm trong mắt đối thủ. Có vẻ sau nhiều động thái của các nước, thế giới đã phân chia làm hai cực rõ rệt. Một mặt Nga đang ngả về phía Trung Quốc, Triều Tiên để đối đầu với Mỹ, phương Tây và đồng minh ủng hộ Ukraine. Các cuộc chiến hiện tại còn có thể kéo dài và còn tiềm tàng nhiều nguy cơ xung đột. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.